cứu sống liên tiếp hai sản phụ bị đột quỵ. Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, mới đây bệnh viện liên tiếp cấp cứu cho hai sản phụ do bị đột quỵ diễn biến nguy hiểm trong những tháng thai kỳ và ngay sau sinh. Cụ thể, một sản phụ ở thành phố Cần Thơ có tiền sử đái tháo đường thai kỳ, đến thai 39 tuần, khám thai bác sĩ phát hiện huyết áp tăng rất cao nên được nhập viện. Sau phẫu thuật lấy thai 4 ngày, tình trạng bệnh đột ngột bị yếu 1 phần 2 người trái nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị. Các bác sĩ khám xác định sản phụ bị nhồi máu não bán cầu phải do hẹp nặng đoạn cuối động mạch cảnh, đồng thời hẹp nặng động mạch não giữa phải. Sau quá trình điều trị nội khoa tích cực, kết hợp tập vật lý trị liệu vận động có trợ giúp, bệnh đã hồi phục tốt, còn yếu nhẹ 1 phần 2 người trái. Sản phụ thứ hai ở tỉnh Bạc Liêu mang thai 28 tuần, được chuyển đến trong tình trạng lơ mơ huyết áp tăng cao, liệt 1 phần 2 người trái, liệt dây thần kinh số 7, trung ương trái. Theo người nhà cho biết do chu kỳ kinh nguyệt không ổn định nên bản thân thai phụ không biết mình đang mang thai, không khám thai định kỳ. Bác sĩ ghi nhận bệnh nhân xuất huyết não vùng thái dương phải, có thai nhi trong đồng tử cung khoảng 28 đến 29 tuần. Qua thăm khám, sản phụ được điều trị kiểm soát huyết áp, phẫu thuật cấp cứu lấy thai để cứu cả mẹ và bé. Bé trai nặng 1,5 kg ra đời bị suy hô hấp, được đặt nội khí quản và chuyển đến bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ điều trị chăm sóc sơ sinh. Người mẹ sau phẫu thuật được điều trị nội khoa tích cực, thở máy, dùng thuốc chống phù não. Hiện tại, tình trạng bệnh nhân đã dần cải thiện, ngưng thở máy và đang được điều trị tại khoa đột quỵ. Theo các bác sĩ, đột quỵ ở thai phụ, đặc biệt là ở độ tuổi dưới 30 là rất cần cảnh báo. Quan trọng hơn đây là bệnh cảnh có thể phòng tránh được nếu theo dõi và chăm sóc tốt trong thời kỳ mang thai.